Chào các bạn, mình là Thương. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu bạn là người mới, chưa subscribe cho kênh, chưa đăng ký kênh thì chờ gì nữa, hãy đăng ký ngay đi. Ở đây có rất nhiều thứ hay ho. Đây, như các bạn đang thấy trên bàn đây, đây là cái bộ phụ kiện mà mình mua thêm để làm cái kênh YouTube của mình. Các bạn chờ mình xíu nha, để mình gắn cái tripod vào rồi mình sẽ review từng cái cho các bạn. Cái đầu tiên đây là cái kẹp điện thoại. Như hôm bữa mình có nói, các bạn nên mua cái điện thoại, mua cái kẹp điện thoại có thể kẹp được cả điện thoại và microphone cùng một lúc. Như cái này đây, cái này thì bạn kẹp điện thoại ở đây và nó có cái lỗ ở dưới để dàn ốc để nối microphone vào. Như vậy rất là tiện. Nếu trường hợp mà bạn mua không có kẹp luôn cái micro này á thì bạn bắt buộc phải mua thêm một cái tripod mới cho cái microphone này. Cái việc setup rất là bất tiện ha. Thì hiện tại mình đang mua thêm một cái mới, cái phiên bản mới của Ulanzi, đó là cái kẹp điện thoại mà nó có cái kẹp của iPhone ở đây, thay vì là dùng bằng ốc á, thì nó sẽ có một cái khoét, một cái khe để có thể là nhét cái đế của cái microphone vào, rất là tiện, bạn tháo ra tháo vô rất là nhanh, rất là gọn, không phải dàn ốc như bây giờ nữa. Cái này mình mua khoảng 100.000. Cái thứ hai là cái microphone mình đang xài của Boya, Boya MM1. Các bạn thấy cái nhãn hiệu ở đây ha, Boya MM1. Cái bộ này như bữa họ mình nói là 430.000. Mình sẽ để đường link trong phần description ha. Nó sẽ đến cái hộp đó, đến nó bao gồm là một cái microphone, cái bộ cái đầu lọc nhiễu cho nó. Cái này mình có thể tháo ra được nha. Rồi cái đế này để gắn vào cái microphone, và cái đế này sẽ gắn vào cái kẹp giá đỡ điện thoại ở đây, giá kẹp điện thoại ở đây. Nó có dùng có thể gắn bằng ốc hang hoặc là gắn vào cái khe như mình nói trong trường hợp của cái kẹp Ulanzi. Cái hai là dây cáp. Dây cáp này là nó có hai dây cáp, một dây cáp dùng cho laptop và một dây cáp dùng cho điện thoại. Cái dây cáp dùng cho điện thoại nó có cái label ở đây để mọi người không cắm lộn ha. Nó nói là đầu nào là smartphone, đầu nào cắm cho điện thoại và đầu nào cắm vô microphone. Thì có điểm chung là hai cái đầu của microphone lúc nào cũng là đầu chữ L này hết. Mình để ý nha, đừng cắm lộn, nó sẽ không hoạt động. Rồi nó đi kèm một cái ốc nhỏ nữa, nhưng mà mình làm mất rồi nên mình phải làm một con ốc mới như vậy để có thể gắn được cái đế đây và cái giá đỡ điện thoại. Cái tiếp theo, nếu bạn dùng iPhone thì bạn phải mua cái đầu chuyển này. Lúc trước iPhone đó, thì nó có cho sẵn cho mình cái đầu chuyển này, nhưng mà mình làm mất rồi mình phải mua mới. Thì cái đầu này là mua ở thế giới động là 300.000. Nếu các bạn là thành viên thân thiết thì giảm được thêm 90.000 nữa là còn 201. Mà đó là hên xui ngẫu nhiên nha. Nếu bạn Android thì không cần phải xài cái này. Tiếp theo cái cuối cùng là cái tripod. Cái tripod này giúp các bạn có thể quay ở những vị trí khác nhau, cao thấp khác nhau. Cái này tripod chân nhện, theo mình thấy mua cái này rất là tiện ha. Nó có thể đặt ở bất cứ vị trí nào, mình có thể kẹp vào cái cây để quay luôn, bạn có thể bẻ ngang bẻ dọc này, rất là tiện. Mình thấy mua cái này rất là đáng nè. Rồi có thể bẻ ở nhiều vị trí khác nhau, nó cũng rất là chắc chắn nữa. Khi mua cái này giá 100.000, nó sẽ đi kèm một cái kẹp điện thoại nữa, và cái đó mình đang dùng để quay phim. Rồi các bạn thấy thiếu cái gì nữa không? Đó là cái điện thoại đúng không? Mình xài điện thoại iPhone 7 Plus, cái mình đang quay cái video này nè. Ngoài ra mình có thêm một cái extra nữa, một cái thêm nữa là cái tripod rất là cao, rất là nặng của Benro. Nhưng mà cái đó lúc trước mình mua mình xài cho cái camera, cái máy ảnh của mình, nên bây giờ mình xài luôn, mình không phải tính phí. Nhưng mà cái việc đầu tư cái tripod cao như vậy là bây giờ đối với những người mới bắt đầu là không cần thiết. Cái đó khoảng 1,5 triệu nữa, và theo mình nghĩ là không thực sự cần thiết đâu ha. Nên với cái bộ này tổng giá trị nó khoảng 100, 430 đến 530, 830, 930. Nếu bạn là Android, xài điện thoại Android thì không cần cái này nữa, thì chỉ cần khoảng 630.000 là có thể bắt đầu quay video được rồi. Quá rẻ đúng không các bạn? Đây là kết thúc cái phần đầu tiên giới thiệu cái phần thiết bị. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì comment vào bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Như mình nói, Những cái link cho cái bộ sản phẩm này mình sẽ để vào phần description cho các bạn có thể mua trực tiếp trên cái shop mình mua luôn. Đang như vậy cho an toàn. Vì thực sự khi mình mua đồ mình review rất là kỹ, tại vì mình biết là mình sẽ xài lâu dài nên review, coi review rồi đọc cẩn thận trước khi mua nha. Nếu các bạn là chưa subscribe cho channel này thì hãy subscribe, đăng ký kênh và like video nếu các bạn cảm thấy cái video này hữu ích cho các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.